Ngày 8 tháng 8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa tiếp tục tiếp nhận 5 trường hợp ngộ độc methanol. Qua khai thác tiền sử cho thấy, các trường hợp này là cùng một nhóm bạn uống rượu chung với nhau vào ngày 5 tháng 8. Cả 5 bệnh nhân đều là nam giới, hiện đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc với chẩn đoán ngộ độc methanol ngày thứ 3. Bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, kèm theo các biểu hiện như mệt, nôn ói nhiều, mắt mờ. Hiện cả 5 bệnh nhân đang được lọc máu, bù dịch, điều trị nội khoa theo phác đồ điều trị ngộ độc methanol của Bộ Y tế. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 4 tháng 8, một nhóm sinh viên tổ chức ăn nhậu ở một quán tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và uống rượu không rõ nguồn gốc. Sau khi về nhà, một người tử vong tại phòng trọ, một người tử vong tại Bệnh viện Lê Văn Việt. Những người còn lại đau bụng, chóng mặt, nôn ói, có triệu chứng co giật, lơ mơ nên được người thân chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu.